Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Khi ai đó bước vào cuộc sống của chúng ta và chúng ta kết nối với họ ở cấp độ tâm linh, chúng ta phát triển một mối liên hệ tâm linh, hình thành nên sợi dây liên kết linh hồn với họ. Những mối quan hệ tâm hồn này củng cố những tương tác tâm linh của chúng ta với người đó và cho phép mối quan hệ gần gũi hơn, sâu sắc hơn. Tuy nhiên, chúng cũng có thể gây rắc rối khi chúng ta phát triển mối quan hệ tâm hồn không lành mạnh với người đó. Mối quan hệ linh hồn là mối liên hệ tinh thần mà chúng ta có với người khác. Một số người thích coi chúng như những sợi dây năng lượng vũ trụ liên kết linh hồn với linh hồn khác. Nó được hình thành trong quá trình gần gũi tinh thần và tình cảm mãnh liệt. Trong thực tế, nó là một liên kết trong quan hệ nhân quả. Năng lượng của một linh hồn này có thể xen lẫn với năng lượng của một linh hồn khác. Có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào xảy ra với một linh hồn sẽ gây ra những ảnh hưởng cho linh hồn kia. Sự ràng buộc tâm hồn với nhau này sẽ tồn tại suốt đời. Hãy coi nó giống như việc mai hai mảnh vải lại với nhau. Các sợi chỉ giữ chúng với nhau có thể rất lỏng lẻo, cho phép hai mảnh di chuyển độc lập với nhau. Nhưng nếu sợi chỉ được kéo chặt, cả hai đều bị dịch chuyển. Mối quan hệ linh hồn hoạt động theo cách này, nhưng không có sợi dây vật chất. Khi năng lượng và nhân quả kết nối linh hồn của chúng ta, khiến nó trở thành một. Làm thế nào để biết nếu bạn có một tâm hồn ràng buộc với ai đó? Bạn có thể hình thành một sợi dây tâm hồn với bất kỳ ai trong cuộc sống của mình, miễn là bạn có những điều sau đây: kết nối thân tình, kết nối cảm xúc, kết nối tâm linh. Trong thực tế, chúng ta có xu hướng hình thành mối quan hệ tâm hồn với những người mà chúng ta gần gũi nhất: người yêu, thành viên gia đình và bạn bè thân thiết. Họ là những người chúng ta chia sẻ cuộc sống của mình, những người hiểu chúng ta nhất và chúng ta cởi mở nhất về mặt cảm xúc. Nói chung, mối quan hệ của bạn với ai đó càng phức tạp và giàu cảm xúc, thì bạn càng có nhiều khả năng bị ràng buộc với họ. Nếu bạn muốn biết chắc chắn, bạn có thể tìm kiếm các triệu chứng của sự ràng buộc linh hồn. Sau đây là những dấu hiệu của sự ràng buộc linh hồn. Cho dù bạn đang cố gắng tìm ra lý do tại sao bạn cảm thấy có mối liên hệ với ai đó, hay bạn muốn tránh hình thành những mối quan hệ tâm hồn không lành mạnh, bạn nên để ý những dấu hiệu sau đây của mối quan hệ tâm hồn. Thứ nhất, họ kích thích bạn. Chúng ta được coi là những sinh vật tinh thần và xã hội hoàn toàn thích kết nối. Khi chúng ta thực hiện bất kỳ kết nối nào với một linh hồn khác, ảnh hưởng đến chúng ta thường là tích cực. Chúng ta cảm thấy một sự phấn khích tột độ, háo hức, muốn khám phá con người mới này và tất cả những gì họ đang có. Vì vậy, dấu hiệu đầu tiên của mối quan hệ tâm hồn là cồn cào trong bụng, hồi hộp. Dấu hiệu thứ hai, họ nâng bạn lên. Thường thì đây là mối quan hệ tri kỷ. Khi bạn nghĩ về họ hoặc ở bên họ, họ khiến bạn cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì. Họ khuyến khích bạn theo đuổi niềm hạnh phúc của mình và giúp bạn vui lên khi bạn thất vọng. Thay vì hạ thấp bạn khi bạn thất vọng, họ chỉ tìm cách bảo vệ và nâng cao bạn. Nhờ đó, bạn cảm thấy tự tin hơn khi ở bên họ. Họ làm tăng lòng tự trọng của bạn và khiến bạn cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì. Dấu hiệu thứ ba, họ khiến bạn muốn trở nên tốt hơn. Ở xung quanh họ giúp bạn có động lực để cải thiện cuộc sống và tham gia vào sự phát triển cá nhân. Hơn thế nữa, họ ở ngay bên cạnh bạn trong suốt quá trình, miễn là bạn muốn họ ở đó. Và khi bạn muốn làm điều đó một mình, họ sẽ để bạn làm điều đó với một lời chia tay ủng hộ. Hãy cẩn thận để bạn không nhầm điều này với sự phán xét. Có một sự khác biệt rõ rệt giữa người khiến bạn muốn cải thiện bản thân và người khiến bạn cảm thấy mình chưa đủ tốt. Dấu hiệu thứ tư, họ mang lại một lối thoát. Khi ở bên người ấy,
chúng ta có cảm giác như đang thoát khỏi cuộc sống bình thường của mình và thoát khỏi tất cả những điều rung động thấp. Điều này có thể không lành mạnh nếu chúng ta đã có một mối quan hệ, vì chúng ta thường có thể trì hoãn việc giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ của mình bằng cách đánh lạc hướng bản thân với người khác. Đây là cách mà rất nhiều vấn đề bắt đầu, dẫn đến nhiều đau đớn hơn trên hành trình của bạn. Dấu hiệu thứ năm, họ là người mà bạn đã từng nhớ. Khi tâm hồn chúng ta kết nối, cảm giác đi cùng với nó thường nhuốm màu thân thuộc. Đó là cảm giác như có một khoảng trống trong tâm hồn chúng ta luôn cần đến người này, ngay cả khi chúng ta không hề để ý trước đó. Mọi người thường sẽ tìm kiếm những người có thể mang lại cho họ những gì họ đang thiếu trong mối quan hệ hiện tại, dẫn đến mối quan hệ tâm hồn không lành mạnh, không dựa trên việc muốn kết nối với ai đó, mà thay vào đó là bù đắp cho những khiếm khuyết trong mối quan hệ hiện tại của chúng ta. Cho dù kết nối đó tốt cho chúng ta hay không tốt cho chúng ta, đó là một trải nghiệm đau đớn và đầy thử thách trong mọi trường hợp. Vốn dĩ, chúng ta đã kết nối với một người nào đó và cảm nhận được nguồn năng lượng tinh thần của họ, giúp chúng ta hiểu được phần nào sự tạo nên tâm hồn của họ. Và một trong những dấu hiệu của sự ràng buộc tâm hồn không lành mạnh là nếu bạn cảm thấy sự hiện diện của họ gây áp lực lên các quyết định của bạn. Thông thường, đây là mối quan hệ nghiệp quả. Hoàn toàn bình thường khi nghĩ về người khác, khi bạn đang đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đến họ. Tuy nhiên, nếu chúng xuất hiện như một loại giọng nói trong đầu bạn, làm lung lay quyết định của bạn theo cách này hay cách khác, thì điều này là không tốt cho sức khỏe. Loại kết nối này lấy đi sức mạnh cá nhân của bạn và làm cạn kiệt ý định của bạn. Bạn đang đầu hàng một cách tiêu cực chính mình và điều này cần phải dừng lại. Mọi người đều có sai sót. Việc có khuyết điểm là điều bình thường vì chúng ta là con người. Điều không bình thường là có những sai sót bắt nguồn từ bên ngoài bản thân bạn. Khi bạn có một mối quan hệ sâu sắc về tâm hồn với một người có nhiều khuyết điểm, bạn có thể nhận ra rằng chính mình đang gánh lấy những khuyết điểm đó. Bạn có thể thấy mình mất bình tĩnh thường xuyên hơn, hoặc bạn mắc chứng loạn thần kinh của họ. Điều này là không lành mạnh. Thay vì bạn giúp họ khắc phục những khiếm khuyết của họ, họ đang đặt chúng vào bạn, cho dù nó có thể đau đến mức nào. Đây chính xác là loại dây buộc cần phải cắt. Làm thế nào để phá vỡ một trói buộc linh hồn? Phá vỡ dây trói linh hồn có thể là một quá trình mất thời gian và đầy thử thách, nhưng nếu cần thì bạn bắt buộc phải làm. Thứ nhất, bạn hãy thừa nhận. Điều đầu tiên bạn cần làm là thừa nhận rằng bạn có ràng buộc với người này. Nếu không thừa nhận điều này và chấp nhận sự thật đó vào tâm hồn mình, bạn không thể tiến hành quá trình này. Thứ hai, thực hiện hành động. Tiếp theo, bạn cần phải hành động. Điều này tuân theo mô hình ý định, nơi bạn thiết lập ý định của mình bằng ý chí và hành động. Cả hai đều cần thiết. Hành động mà bạn thực hiện sẽ phụ thuộc vào bản chất chính xác của mối quan hệ của bạn. Nếu bạn vẫn gặp nhau, dù thường xuyên hay thỉnh thoảng, hoặc thậm chí nói chuyện qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội, điều đó cần phải dừng lại ngay lập tức. Mỗi tương tác sẽ đổi mới và củng cố kết nối của bạn, tạo ra nhiều công việc hơn trong việc cắt đứt nó. Một khi bạn có khoảng cách về thể chất và lời nói, bạn cần phải cố gắng giải quyết khoảng cách về tình cảm và tinh thần. Bước này không dễ dàng như vậy. Một công cụ tuyệt vời cho bước này là thiền định. Thiền cho phép bạn quan sát tâm trí của mình từ một quan điểm không thay đổi, kiểm tra các mô hình suy nghĩ của riêng bạn mà không đánh giá chúng hoặc xác định chúng theo cảm xúc. Những gì bạn muốn tìm kiếm là các khu vực trong khuôn mẫu suy nghĩ của bạn, mà ở đó người bạn sắp chia tay sẽ xuất hiện. Những suy nghĩ này cần được điều chỉnh và tách khỏi người đó trước khi họ có thể tách khỏi bạn. Nếu bạn hình dung họ bên cạnh bạn khi bạn tưởng tượng về tương lai của mình, thì đây là một vấn đề. Bạn nên lưu ý điều này và tìm cách giải quyết vấn đề này sau này. Sau khi thiền xong, bạn có thể hành động, ghi lại những gì bạn muốn từ tương lai của mình, bạn có thể hạnh phúc như thế nào, loại trừ họ khỏi nó. Bất cứ lúc nào bạn nghĩ về tương lai và tưởng tượng họ với bạn, hãy nhắc nhở bản thân về tương lai hạnh phúc mà bạn đã tạo ra
mà không cần họ là một phần của nó. Điều này sẽ giúp loại bỏ họ khỏi phần đó trong khuôn mẫu suy nghĩ của bạn, tạo ra khoảng cách xa hơn về mặt tinh thần. Bạn cần phải làm điều này cho mọi lĩnh vực của cuộc sống mà họ có mặt. Hãy tạo khoảng cách và việc cắt đứt quan hệ sẽ dễ dàng hơn. Khi bạn đã đạt đến điểm mà họ hiếm khi xuất hiện trong suy nghĩ của bạn, đã đến lúc chuyển sang bước tiếp theo. Sự tha thứ. Trong trường hợp của bạn, bạn có thể nghĩ rằng họ không đáng được tha thứ. Bất kể tình huống nào, sự tha thứ không nằm ở việc ai đúng ai sai. Tha thứ là chấp nhận quá khứ ở hiện tại và tiếp tục. Có những món nợ tinh thần tồn tại giữa hai bạn. Đây là những tranh chấp chưa được giải quyết. Chúng cần phải được đóng lại. Một số người có thể nghĩ rằng để làm điều đó, cần phải có một cuộc trò chuyện. Đó là một sai lầm. Một cuộc trò chuyện chỉ mở lại các tranh chấp khác và gửi bạn đến với họ. Thay vào đó, chỉ cần đóng các trường hợp, tha thứ các món nợ. Nó không còn quan trọng đối với bạn những gì họ nghĩ. Nó chỉ quan trọng những gì bạn nghĩ. Vấn đề được giải quyết trong chừng mực bạn có liên quan. Và liệu họ có đồng ý hay không thì hoàn toàn không quan trọng. Cuối cùng, để cắt đứt kết nối, bạn phải xóa tất cả các lời nhắc về họ trong cuộc sống của mình. Nếu bạn vẫn còn một số đồ đạc của họ, hãy dọn chúng đi. Nếu bạn vẫn còn ảnh, hãy loại bỏ chúng. Nếu bạn vẫn còn những món quà từ họ, những bức thư từ họ, bất cứ thứ gì nhắc nhở bạn về khoảng thời gian bên nhau hoặc sự kết nối mà bạn đã từng chia sẻ, hãy loại bỏ chúng. Khi bạn có, kết nối sẽ tự ngắt. Tất cả những gì cần thiết sau đó là một thời gian ngắn để nó biến mất khỏi trí nhớ của bạn. Có một số mối quan hệ tâm hồn mà bạn không thể phá vỡ. Đây chỉ đơn giản là một thực tế bất tiện của cuộc sống. Những người này là tri kỷ của bạn. Họ tồn tại với bạn trong suốt cuộc đời và qua nhiều kiếp trước và kiếp này. Họ là bạn đồng hành của bạn trong suốt vũ trụ. Họ là linh hồn song sinh của bạn. Họ là tri kỷ của bạn, là tất cả các thành viên trong nhóm gia đình linh hồn của bạn. Bạn sẽ luôn được kết nối với những người này. Những người này giúp bạn tiến hóa, đưa bạn tiến lên trong hành trình sống và ý thức, dạy bạn về bản thân và tiến tới trạng thái giác ngộ hơn. Các quá trình dẫn đến giác ngộ thường đau đớn, căng thẳng và đầy thử thách. Cảm nhận về con người và trạng thái tinh thần của người khác khiến chúng ta cảm thấy gắn bó sâu sắc với người đó và mang lại cho chúng ta một phần nào đó trong hạnh phúc tương lai của họ. Vì vậy, đó là những dấu hiệu của mối quan hệ linh hồn mà bạn có thể bắt gặp. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể có quan hệ tâm hồn với ai đó hay không? Các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.